Thật ra tao biết á, là mày thương tao. Nhưng mà tao nghĩ chắc mày biết làm sao mà tao với mày không thành đôi được mà. Tao xin lỗi. Thời gian qua tao đã lợi dụng mày quá nhiều. Từ lúc có cô Bin tới giờ, nếu mà không có mày á, tao cũng không biết xoay sở làm sao nữa. Mày hiểu tại sao tao với mày không đến được với nhau mà. Là tại vì Khoa không đẹp đúng không? Không phải. Tại vì những cái lúc mà tao xấu xí nhất á, là mày nhìn thấy hết. Mà tao cũng biết tại sao những cái lúc mà tao tệ hại nhất, toàn là mày ở đó không à. Trong khi những cái lúc mà tao đẹp đẽ nhất, lộng lẫy nhất, toàn những thằng đàn ông khác nhìn thấy thôi. Nhưng mà Khoa sẵn sàng chịu tất cả những thiệt thòi đó mà. Yêu đâu phải để chịu đựng vậy đâu. Mà tao nghĩ mày cũng chưa hiểu hết được tình yêu là cái gì đâu. Giờ tao đá mày rồi đó. Mày bỏ tao được rồi. Mày không có cần phải lo lắng gì cho tao nữa hết á. Đi tìm người khác tốt hơn mà yêu đi. Đừng có lo lắng gì cho tao nữa hết á. Khoa nè, dù sao thì tao cũng cảm ơn mày. Vì trong thời gian qua mày đã chăm sóc và bảo vệ hai mẹ con của tao. Tao cảm ơn mày nhiều lắm.